tưởng nó ăn cơm, nó chỉ ăn cơm lặt lặt đi chứ luộc cà bắp chứ rau nó cho ăn cho ngon. Mà nói với Nguyễn Hạnh á, Nguyễn Hạnh lặt tiếp rồi cái nghe điện nó đồ ăn chứ nó. Ủa từ bây giờ chị hồi cắt quán vừa mà đổ vô cái nồi nó cốt không vợ nói vậy nè nghịch tao đó bữa làm nè bữa làm mà làm.